Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để quản lý Telegram đang đăng nhập trên tất cả các thiết bị. Đầu tiên tôi sẽ vào Telegram và chọn vào cái biểu tượng Setting phía bên dưới góc tay phải màn hình. Tìm và chọn vào Device. Ở đây quý vị sẽ thấy cái thứ nhất là Golden Season. Đây là cái thiết bị mà quý vị đang đăng nhập, đang sử dụng. Phần thứ hai là Active Season. Là đây là các thiết bị đã đăng nhập trước đó. Ví dụ cái đầu tiên này, tôi sẽ chọn vào. Đây là một cái thiết bị máy tính đăng nhập Telegram trên desktop này, có địa chỉ IP này và đăng nhập tại Hồng Kông này. Thì để thoát ra một cái thiết bị này, tôi sẽ chọn vào Terminate Session, chọn tiếp vào Terminate Session để xác nhận. Đó, thì tôi đã thoát Telegram ra một cái thiết bị máy tính mà có một cái địa chỉ IP ở Hồng Kông. Đây nữa, còn đây là Telegram cũng trên một cái thiết bị máy tính trên cái trình duyệt web Chrome. Tôi sẽ chọn vào. Đó, thì nó sẽ ra cái địa chỉ IP này, cũng một địa chỉ ở Hồng Kông. Rồi tôi sẽ thoát nó ra. Rồi, cái phần cuối cùng này này là nó sẽ tự động thoát sau 6 tháng. Quý vị có thể rút ngắn cái thời gian xuống 3 tháng hoặc 1 tuần hoặc 1 tháng. Ok. Và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, theo dõi và chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Chân thành cảm ơn.